Thầy Vinh chào tất cả các em. Hôm nay thầy trò chúng ta lại gặp nhau trong cái video mới. Thầy vẫn tiếp tục hướng dẫn các em sử dụng máy tính Casio FX570 VinFlux để chinh phục một số các cái bài tập về số phức nhé. Trước khi sang video mới này, thầy trò chúng ta chữa một số cái bài tập trong cái video lần trước. Nào, chúng ta bắt đầu. Trò chữa cái bài tập về nhà câu 1 trong video trước. Đây, đứng trước một cái đề bài thu gọn một số phức z. Đấy, ta được một kết quả như này. Đấy, thế thì ở đây các em sẽ tập trung vào giải quyết thôi nhá. Đấy, những cái bài tập này thì các em đã làm ở nhà rồi, thì bây giờ các em sẽ giải quyết cho thầy giáo. Bây giờ dùng máy tính nhá, rồi thầy hướng dẫn em dùng máy tính nhé. Sử dụng máy tính như sau, em chọn vào chế độ để làm việc với số phức. Hôm nọ thầy hướng dẫn rồi, ở đây em nhập vào thôi, y y em cộng với mở ngoặc ra 2 trừ đi 4 y ngoặc trừ đi và ngoặc ra 3 trừ 2 đúng không? Rồi, các em kiểm tra ta đưa đề bài, nhập đề bài đúng chưa? Y 2 trừ đi 4 y trừ 3 trừ 2 y. Ok rồi. Đấy. Như vậy ta đặt số bấm bằng. Như vậy chúng ta sẽ chọn được đáp án là 1 trừ 1 trừ y. Như vậy đáp án gì? Đáp án D. Đấy, như vậy chúng ta đã chọn được đáp án D nhé. Đấy, ta có đáp án D. Rồi, được chưa các em? Bây giờ tiếp tục sang bài tập số 2. Đây, bài tập số 2 các em tập trung làm được thầy giáo. Bài tập số 2 này gồm 2 câu. Bây giờ thầy tiếp tục hướng dẫn em dùng máy tính để giải quyết hai câu A, B của bài tập số 2 nhé. Em mở máy này, ta làm câu A trước nhé. Ta chọn chế độ để làm được số phức. Nào, ta câu A. Câu A em quan sát đây, ta vẫn dùng máy tính bình thường bởi vì là cái biểu thức z này gồm số thực và y thôi. Như vậy ta hoàn toàn dùng máy tính để rút gọn được. À, chúng ta mở máy ra, ta sẽ có được là 1 cộng y trên 1 trừ y. Tất cả mũ 16, mũ 16 đây này. Đấy. Rồi, cộng với 1 trừ y trên 1 cộng y. Tất cả mũ 8. Đấy, ông quan sát. Để ta nhập vào máy đúng chưa? Rồi, đúng rồi. Em bấm kết quả. Như vậy kết quả chúng ta bằng 2. Đúng không em? Rồi, như vậy ta có cái câu A là phải có kết quả là bằng 2. Đây, kết quả bằng 2 đây. Tức là đây thì thầy làm lần lượt cho em quan sát. Dùng máy tính thì rất là nhanh, đúng không? Rồi, bây giờ ta tiếp tục sang cái câu B nhé. Câu B, thầy nhập máy tiếp này. Câu B em quan sát tiếp thì ta vẫn chọn chế độ là 2 hoặc là 1 cộng với y mũ 15 được chưa bằng. Đấy, như ta có kết quả 128 trừ 128 y. Đấy, kết quả này để ta xem nhé. Đấy, kết quả ta có ngay kết quả này đây em. Đấy, đúng kết quả 128 trừ đi 128 y được không em? Đấy, các em chúng ta đã xong được hai câu A và câu B. Bây giờ tiếp tục ta sang cái câu 3. Câu 3 này tìm ra trị thực của M để cái số phức này này là một cái số thực. Thì đứng trước cái bài toán này ta làm thế nào? Đứng trước cái bài toán này thì ta sẽ làm bằng cách này. Ta sẽ thử từng đáp án một để ta xem cái đáp án nó đúng
Đấy. Như vậy là tìm cái giá trị thực để cái số phức này là một số thực, thì có nghĩa là ta chọn đáp án A, ta thay lần lượt thay một thay hai vào, nếu như rút gọn nên mà kết quả chúng ta mà bằng số thực thì như vậy đáp án nó là nhận, đúng không? Nào chúng ta bắt đầu. Ta dùng máy tính để ta thử đáp án A đi. Đáp án A em thay bằng một vào nhé, thay bằng một này. Đấy, thay bằng một vào thì em quan sát cho thầy giáo này. Ồ, đây thì em quan sát luôn cho thầy giáo, khi thay một vào thì nhìn lại một vào đây thì như vậy chúng ta sẽ có là không này, chỗ này không này, nếu không mà chia cho một cái số 1 trừ đi y thì như vậy chỗ này chúng ta sẽ có gì, không. Không thì như vậy là thực rồi, đúng rồi. Như vậy ta phải kiểm tra đến hai nữa thôi, kiểm tra hai, ta kiểm tra luôn hai này. Hai của chúng ta sẽ bằng là hai em thay luôn vào nhá, em thay luôn vào tự máy tính rút gọn cũng được, hoặc em rút gọn luôn cho máy cũng được, không sao, cái này dễ. Thay hai vào chỗ này là một, cộng với hai y y em nhé. Đấy. Thì chia cho đó, một trừ đi hai đây. Thì nhớ lại này, khi ta thay hai vào đây thì như vậy là hai trừ một bằng một, đúng không em? Rồi ở đây hai trừ một bằng một, nhân hai vào đấy người ta có hai, còn mẫu để thay hai vào thì ta có một trừ hai, ta kết quả bằng, ở đây không có bình phương hoặc là mũ ba gì đó, thì chính là cái số phức này luôn. Ta xem kết quả bao nhiêu, à nhiều kết quả này nó phải là số phức rồi, nó không phải là số thực, chính vì vậy cho nên là ta loại đáp án A. Bây giờ ta kiểm tra đáp án B xem, B thì đương nhiên là một, đúng rồi. Bây giờ ta chỉ kiểm tra là m bằng trừ 2 thôi, m bằng trừ 2 ta thay vào đó. Đây ta nhập lại này, m bằng trừ 2 thì như vậy chỗ này thì em thay vào đây thì như vậy trừ 3, ta có trừ 3. Đấy. Ta thay trừ 2 vào đây trừ 3 trừ 6, trừ 6 rồi nha. Đấy. Ở dưới ta thay vào trừ 2 thì nhỏ cộng 2. Đấy. Rồi ta nhìn lại cho xem chính xác này, thay trừ 2 vào đây là trừ 3 này, đúng rồi, thay trừ 2 vào đây là trừ 2 với trừ 1 là trừ 3, nhân vào là trừ 6 ý, đúng rồi. Ở dưới thay vào đây được bằng cộng, rồi ta bằng bằng như vậy ta bằng trừ 3, như vậy kết quả đáp án này sẽ là gì, là B. Đó. Là B, cái một là chắc chắn là đúng rồi, đúng không? Như vậy ta sẽ chọn đáp án gì? Đáp án B. Đấy. Đấy, khá đơn giản, được không? Rồi, hôm nay thầy giới thiệu thằng video mới nha. Chúng ta sẽ tiếp tục chinh phục số phức bằng máy tính Casio FX570 VNFlute. Đấy, ta đã dạy đây là phần này. Rồi, hôm nay thì thầy giới thiệu cái bài tập thứ nhất. Ta có dạng 6 module số phức, hôm trước thầy đã giới thiệu 5 dạng rồi, hôm nay thầy đã giới thiệu thêm một số dạng nữa. Câu 1, tìm module của một cái số phức. À, số phức này đây thì thật ra thì thầy lại thôi tìm module này, rồi là tìm số phức liên hợp này, đấy, rồi là tìm căn bậc hai của số phức này, vân vân, tất là chuyển dạng lượng giác này, thì chúng ta đều phải rút gọn một cái số phức. À, từ một số phức là cộng trừ nhân chia phức tạp, người ta rút gọn vào một cái số phức có dạng a cộng b, thì khi đó ta mới tìm được những các cái bài tập như thầy vừa nói đó, đó là căn bậc hai số phức, tìm module số phức, rồi là phần thực phần ảo số phức, chuyển dạng lượng giác biểu diễn trên mặt phẳng phức, vân vân. Thôi bài này chúng ta rút gọn thôi, rút gọn này ta dùng máy tính nhé, rút gọn trước mắt ta nhận định ta có rút gọn, dùng máy tính rút gọn được không? Thì ta quan sát thấy này, ở đây ta rút z là được. Đấy. Rút z theo số thực và y, như vậy ta hoàn toàn dùng máy tính ta làm bài tập này được. Rồi. Để chúng ta dùng máy tính nhé. Thế bây giờ rút z là như thế nào? Thì em quan sát này. Ở phía phải chúng ta giữ nguyên, xong đó z sẽ bằng là phía phải chia cho cái phía trái này là xong luôn. Như vậy chúng ta phía phải chúng ta sẽ có được là bằng 1 trừ 3 y
mẫu là 2 trừ 7. Bây giờ sẽ nhân với chia cho số 1 trừ 2y và 1 cộng y thì nhân số bước nghịch đảo đó là bằng là 1 cộng với y lại chia cho 1 trừ 2y. Đây, để ta xem có đúng chưa nhé, với phải giữ nguyên này. Rồi đúng rồi, nhân với này, để chia cho bên trái này, chia thì chúng ta có bằng, đúng rồi. Đây, như vậy chúng ta có một cái kết quả này rồi thì bây giờ ta thì rút máy rút gọn thôi. Bây giờ ta phải tìm module của cái số phức z này, thì module thì ta em sẽ lưu thôi, lưu cái này store, lưu bằng a, lưu a. Đấy, xong bắt đầu em sẽ tìm module thì thầy dạy rồi, các em vẫn để giữ nguyên chế độ là cmplx, sau đó em bấm shift, bấm cái phím hip này. Đây là module của số phức a, em gọi a lên đó, gọi a lên đấy, gọi a xong rồi bằng đó nhé. Đấy, bằng kết quả 2 căn 13 và như vậy ta có đáp án ngay, ta khoanh vào đáp án ngay 2 căn 13 trên 13 nhé. Rồi như vậy ta có sẽ có đáp án cho các em rất đơn giản, 2 căn 13 trên 13 xong. Đấy, như vậy thầy hướng dẫn xong câu thứ nhất được không em? Bây giờ thầy chuyển tiếp đến câu số 2 em nhé. Đây, câu số 2 đây. Câu số 2 cho một số phức này tìm module của phức này. Đó. Đấy, ta tìm hết. Đó. Ta tìm thì ta quan sát coi nào, ta có rút gọn được không? Như vậy với phải ta hoàn toàn rút gọn được. Nó có số thực và y thôi, và hoàn toàn rút gọn được. Ta rút gọn được z ngang thì ta bỏ vào đây. Xong rồi cái z này là biểu thức liên hợp với z ngang. Như vậy ta hoàn toàn ta tìm được số phức tổng này. Tìm được số phức tổng này thì ta sẽ tìm được module. Đấy, khá đơn giản. Để sau khi phân tích bài toán rồi thì ta sẽ tiến hành ta làm nhé. Ta dùng máy tính. Ta chọn chế độ. Rồi. Sau đó rồi ta nhập vào thôi. Đấy, nhập vào này. Ở đây là hoặc là 1 trừ đi căn bậc 2 của 3. Y, nhớ là em phải thoát cái y này ra này. Đấy, y này. Đấy, y. Rồi, đóng ngoặc lại. Mũ 3. Mẫu là 1 trừ y. Khá đơn giản. Rồi, ta xem nhập đúng chưa? 1 trừ đi căn 3 y này. Mũ 3 này. Rồi, xong rồi. Đấy, như vậy ta tìm được z. Đấy, em nhớ nhé. Ta tìm được z ngang nhé. Rồi, z ngang ở đây này. Z ngang đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đặt z ngang thôi. Z ngang. Để ta lưu bằng gì? Z ngang ta lưu bằng A. À, lưu bằng shift. Shift à, rồi. Bây giờ ta thực hiện phép tính. Ta thực hiện phép tính như sau. Bây giờ ta thực hiện phép tính này. Đấy, rồi thầy chuyển chế độ máy lại. Đây, để ta làm việc. Nào, bây giờ z ngang đâu? Z ngang đây. Gọi a lên. Sao? Gọi a cộng với y. Y đây em. Y đây. Z. Cái z này chính là số phức liên hợp của z. Đó. Vậy cái số phức liên hợp thì ta viết trong máy tính như nào? Không, viết đơn giản thôi. Cách viết số phức liên hợp như sau. Ta vẫn để chế độ cmplx, em bấm shift. Đấy. Đấy, bấm shift, bấm 2. Thì nó hiện đây, đây là chế độ con gì? Đây là chế độ để mình viết cái số phức liên hợp. Đấy. Đúng không? Đấy, chế độ. Thì ta bấm 2. Đấy, ta bấm 2. Hai. Rồi, như vậy là ta viết A vào thôi. À, như vậy gọi A vào. À, gọi A vào. Rồi. Được chưa? Nào ta chỉ quan sát lại ta nhập đúng rồi nhá. Z ngang ta lưu bằng A, ok, cộng y, y ok. Nhân với z, z chính là số phức liên hợp của z ngang mà z ngang ta đặt bằng A. Thì bây giờ là số phức đấy, cái con gì đấy chính là số dịch thoát là số phức liên hợp của A. Đấy. Số phức liên hợp của A bởi vì là z là số phức liên hợp của A. Đấy, đây ta đặt bằng A mà. Thì đây là số phức liên hợp của A. Đây, đây là số phức liên hợp của A. Xong chưa? Rồi, ta bấm bằng. Đấy, kết quả đây.
Đấy. Kết quả trừ 8, trừ 8 đi. Xong. Như vậy kết quả này mới là mô đun tổng này thôi. À xin lỗi, đây là số phức tổng thôi chứ chưa phải mô đun nhé. Bây giờ ta đi tính mô đun. Tính mô đun thì em lưu số phức này thôi. Em lưu xích to. À, ship xích to. Thì em lưu là gì? C cũng được. C đấy. C nhé. C. Bây giờ ta lưu C. Đấy, như vậy cái số phức tổng này ta lưu bằng C. Bây giờ ta đi tìm mô đun. Nào, mô đun. Em chọn chế độ thôi nhé. À, chế độ 2. Mô đun này. Mô đun thì em còn nhớ. Đấy. Mô đun số bấm thế nào nhỉ? Bấm Shift. Bấm HIP. Đấy, mô đun này. Gọi máy lên. C lên thôi. C. Đấy. C. Được chưa em? Như vậy mô đun của C. Đấy. Còn C. Đó, bằng. Đấy, kết quả là 8 căn 2. Được chưa? Như vậy cái đáp số này bằng 8 ngày em chọn. Em khoanh vào. Đấy, như vậy chúng ta sẽ có được này. Đây. 8 căn 2 nhé. Đấy, kết quả 8 căn 2. Đấy, đúng với máy tính này. Em quan sát thấy chưa? Đấy, thầy trình chiếu cho các em xem. Đấy, rất là đơn giản. Thầy nhắc lại là bài này đầu tiên các em rút gọn thì tìm được z ngang. Sau đó em có z ngang rồi thì em sử dụng máy tính chưa thạo. Phần lưu thì em viết cái kết quả z ngang là giấy. Xong rồi em tìm z ngang biết thì riêng z biết thì em thay vào. Xong rồi dùng máy tính một lần nữa là em làm được. Còn nếu em thông thạo máy tính thì em lưu cái này vào bằng A. Em đưa cái này chính là bằng số phức liên hợp. Xong em tính được đấy, số phức này rồi thì em lại tính mô đun. Như thầy vừa hướng dẫn đấy. Khá đơn giản. Kết quả nếu các em làm thành thạo thì khoảng 1 phút là xong thôi. Thao tác hoàn toàn trên máy hết. Được chưa các em? Rồi, như vậy là chúng ta thấy là sử dụng máy tính rất là tiện ích và tiết kiệm thời gian chính xác cho chúng ta. À, chúng ta tiếp tục sang cái câu 3 nhé. Đấy, câu 3 này. Câu 3. Đấy, câu 3 đây. Đấy, câu 3 đây chính là cho cái Z 1, Z2 là nghiệm của cái thỏa mãn cái phương trình này. Đấy, Z12 là nghiệm của cái phương trình này. Không không giải nhá, mà hãy tính cái này cho thầy nào. Đó. Tôi tính như thế nào? Đó, cái cách làm bài toán này như thế nào? Thì các em quan sát như thế này. Tất nhiên bài toán này nếu các em giải ra thì em cũng hoàn toàn giải được. Em dùng máy tính em sẽ giải ra được. Thì em tìm Z12 xong em thay vào đây thì em làm được. Đấy, cái đó khá đơn giản. Tuy nhiên không giải thì ta sẽ dùng máy tính để ta làm như sau này. Thầy hướng dẫn các em như sau. Như vậy đối với bài này thì em phân tích cái chỗ này thì ta sẽ đặt Z1, Z2 là làm nhân từ chung. Đúng không? Rồi, thầy hướng dẫn. Z dùng VS đặt Z12 làm nhân từ chung. Đây, nhân từ chung. Tích và tổng. Thì tích thì theo VS thì ở đây rồi. Đấy, C trên A. Tổng thì bằng trừ B trên A. Đúng không? Rồi, kết quả này để có rút gọn bằng này. Kết quả này rút gọn này. Thay vào. Đấy. Thì đứng trước bài toán này thì thầy hướng dẫn cho em cách làm thông thường một chút. Đấy. Đấy, xong đó thì em dùng máy tính, em hiểu rồi thì em dùng máy tính làm khá nhanh. Đây, thầy hướng dẫn các em làm máy tính như sau. Đương nhiên các em sẽ dùng máy tính để em tính toán cái tổng này bằng bao nhiêu. Z1 cộng Z2 bằng trừ B trên A. Đây em, trừ B trên A. Đấy, là cái này em dùng máy tính luôn nhé. Dùng máy tính luôn này. Rồi. Bấm luôn cho thầy giáo 3 cộng với 2y chia cho 1 cộng với y. Thầy cứ thường người bấm y căn 2 cho nó tiện. Đúng không? Đấy. 3 cộng 2y 1 cộng với y căn 2 và bấm bằng. Đấy. Đây, đúng kết quả này đúng không? Rồi. Thế thì ta giải quyết bằng cách nào đây? Đấy. Để không phải ghi giấy nháp em lưu luôn. Lưu cái kết quả là tổng này bằng bằng A nhé. Đấy. Shift to A. Rất thuận tiện. Rồi xong, em quay về chế độ lại bấm 1, bấm 2 để ta làm việc với cái tính khác. Ta tính tích nào. Tích ta có 1 trừ đi em nhé. Chia cho 1 cộng với y căn 2. Được chưa em? Rồi, xong rồi. Em bấm bằng. Đây, kết quả này ngay lập tức.
xong đồ cũng không phải ghi giấy nhãn, em lưu thôi. Cách lưu này, cách lưu khá đơn giản em. Ship ship to, bây giờ em lưu bằng B. Đấy, như vậy tổng em lưu bằng A, tích em lưu bằng B. Rồi sau đó thì em biến đổi cái này ra bằng biểu thức này. Đó, biểu thức này thì chính bằng là tích của gì, tích nhân với tổng, có nghĩa là B nhân A nhé, B nhân A, được chưa? Và về ta tính cái tích này, ta lại chọn bình thường thôi, ta quay lại chế độ thôi. Đấy, rồi em sẽ chọn này. Đó, em để chế độ gì cũng được, làm đơn đây hai này, vào em tính toán này. Bây giờ nhớ vẫn phải để chế độ này để ta đang làm được với số phức nhé. Rồi các em gọi tổng, tổng bằng bằng b, gọi b lấy b nhân với a tích, đấy xin lỗi, tích bằng b, tổng bằng a. Đấy, nhân với gì à, xong chưa? Đấy, xong ta bấm vào. Đấy, ta có kết quả ngay lập tức, để kết quả đẹp được chưa em? Đấy, kết quả như vậy chúng ta sẽ thực hiện một cái bài toán này bằng máy tính khá đơn giản nhé. Đấy, đây như vậy đầu tiên thì các em sẽ tính được cái tổng bằng thế này, tích bằng này, dùng máy tính cho nhanh. Sau đó cái biểu thức này em phân tích ra bằng là tổng và tích, tích biết tổng biết, thì như vậy em tính đơn giản. Chú ý ta dùng máy tính, người ta lưu a b để ta tính, thì thầy vừa hướng dẫn em là khá đơn giản, còn không em phải tính nhạc một chút, nên ta rèn luyện làm sao phối hợp làm sao cho nó nhịp nhàng, và thầy cũng khuyên nên dùng máy tính thì nó nhanh, nó chính xác, nhưng nhớ là phải thành thạo, chứ không là nó bị thao tác nhầm thì nó lại ra cái kết quả khác ngay lập tức. Rồi thầy đã trình bày xong cái video cho các em hướng dẫn kỹ năng sử dụng máy tính để giải quyết một số các cái bài tập về số phức. Sau đây thầy có bốn cái bài tập về nhà để các em làm, và đến hôm sau trong cái video tới thầy sẽ chữa các cái bài tập về nhà này, và hôm đó thì thầy sẽ tiếp tục dạy cho em một số dạng nữa, như là giải phương trình phức này, rồi là biểu diễn mặt số phức, thì mặt phẳng phức, vân vân. Như vậy thầy rất cảm ơn các em đã theo dõi video của thầy, và thầy cho chúng ta tiếp tục gặp lại trong video mới. Bye bye.